Trên sân Brentford Community vào hồi 23:30 tối mai, Chelsea sẽ đặt mục tiêu củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi họ sẽ phải làm khách trên sân của một Brentford đang cho thấy sự ngổ ngáo của một ngựa ô mới lên hạng trong một trận derby London mới. Trước kỳ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã vượt qua Southampton 3-1 trên sân nhà, trong khi Bầy Ong thậm chí gây ấn tượng hơn khi quật ngã West Ham 2-1 ngay trên sân khách. Với mục đích trở thành một đội bóng nổi bật của Premier League trong vài tuần đầu tiên của mùa giải, câu chuyện cổ tích của Brentford quả thật vừa có thêm một vài chương thú vị. Trước khi giành chiến thắng trên sân của câu lạc bộ có vé Europa League, West Ham, họ cũng từng khiến xứ sở sương mù kinh ngạc với trận hòa kịch tính 3 đều trước Liverpool ngày trước đó. Khởi đầu mùa giải xuất sắc của Brentford chưa có dấu hiệu chậm lại sớm, và rồi sau khi giành được 7 điểm sau 3 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Frank đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, xếp trên cả ba ông lớn Leicester, Arsenal và Tottenham. Trận thua duy nhất của Brentford cho đến thời điểm này của mùa giải là một thất bại 0-1 trên sân nhà, cũng trước một hiện tượng khác là Brighton. Xong, sau khi đã quật ngã cả Arsenal và cầm hòa Liverpool trên sân nhà ngay sau đó, Brentford có thể tự tin sẽ làm khó dễ được Chelsea. Ngoài các chiến thắng trước pháo thủ và The Hammers, trận hòa không bàn thắng trước Crystal Palace ở đoạn đầu mùa giải này cũng đồng nghĩa với việc Brentford đã giành được vị trí trong quyển sách lịch sử Premier League với tư cách đội đầu tiên bất bại trong 3 trận derby London đầu tiên tại giải đấu này. Ở phía đối diện, sau 2 trận thất bại 0-1 liên tiếp trước Man City và Juventus, để kết thúc tháng 9 buồn vui lẫn lộn, Chelsea đã kịp lấy lại phong độ đã thoải mái, tiễn Southampton về nhà trong tư thế trắng tay trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế. Với việc cả Liverpool, Man City, Manchester United và Everton đều bị cầm hòa trong loạt trận vòng 7, chiến thắng nhẹ nhàng trước Southampton đã giúp Chelsea vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 trên 21 điểm tối đa. Với khát vọng giành lại chiếc vương miện Premier League đã đánh mất từ sau năm 2017, Chelsea đã chơi khá ổn định từ sau khi mùa giải mới khởi tranh. Với nền tảng ban đầu vẫn là một hàng phòng ngự đầy kín kẽ, phòng tuyến kiên cường nổi tiếng của Tuchel chỉ mới để thủng lưới 3 bàn, thành tích tốt nhất giải đấu, sánh ngang nhà đương kim vô địch Man City. Ngoài ra, huấn luyện viên người Đức cũng chỉ mới để thua đúng 1 trên 12 trận đấu trên sân khách kể từ khi tiếp quản Chelsea. Về thành tích đối đầu, hai đội từng chạm trán tổng cộng 14 trận trên mọi đấu trường từ năm 1935, với Brentford thắng 4, Chelsea thắng 8 và hai đội đã có 2 lần bất phân thắng bại. Đối đầu nhau từ hơn 80 năm trước, khi hai đội bóng này có một quãng thời gian dài không chạm mặt từ tận năm 1950 đến năm 2013. Trong 3 trận gần nhất ấy, họ hòa nhau một trận 2 đều trước khi Chelsea thắng 4-0 trong 2 trận gần nhất, đều trong khuôn khổ FA Cup. Về tình hình lực lượng, Sandon Baptiste đã được thay ra ngay trong hiệp 1 trận gặp West Ham sau khi bị chật khớp vai và sẽ không góp mặt ở trận đấu này, trong khi Mats Sørensen và Jose da Silva đều đang vắng mặt dài hạn. Christopher Ayer và Vitaly Janel cũng dự kiến sẽ chưa trở lại sau khi gặp các vấn đề về đùi, và sự vắng mặt của hai cầu thủ này lại mở ra một suất đá chính cho Mathias Jensen ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, phía đối diện, lão tướng Thiago Silva nhiều khả năng sẽ không thi đấu khi trở về tập trung muộn sau khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Nhưng tin vui cho Chelsea là Rich James và N'Golo Kanté đã trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương mắt cá cũng như khỏi bệnh Covid-19. Tuy nhiên, The Blue lại đối mặt với một mối lo chấn thương khác khi Romelu Lukaku rút lui khỏi nhiệm vụ quốc tế vì quá tải về cơ bắp, trong khi Antonio Rudiger cũng có thể vắng mặt nếu không kịp bình phục vết đau ở lưng. Trong bối cảnh đó, rất có thể Timo Werner sẽ đóng vai trò tâm điểm của các đợt tấn công, trong khi Kai Havertz và Mason Mount đều đã sẵn sàng xuất trận sau khi đã ngồi dự bị giữ sức trong trận gặp The Sun ở vòng đấu trước. Dựa trên tình hình lực lượng đó, có thể dự đoán đội hình xuất phát của hai đội như sau. Chủ nhà Brentford xuất trận bằng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, với thủ thành Raya đứng trong khung gỗ, bộ tam vệ bao gồm Janka, Janssen và Pinnock. 5 cầu thủ đảm nhiệm tuyến giữa của Bầy Ong lần lượt gọi tên Canos, Nokas, Onyeka, Jensen và Hungry. Trong khi đó, Tony, Embumo sẽ là hai cái tên gánh vác hàng công. Bên phía đội khách vẫn là Mendy đứng trong khung gỗ, bộ tam vệ trong sơ đồ 3-4-2-1 lần lượt là Aspilicueta, Chaloba và Christensen. 4 cái tên đảm trách tuyến giữa có thể bao gồm hai wingback là James và Chilwell, cùng hai tiền vệ trung tâm là Jorginho và sự trở lại cực kỳ quan trọng của Kanté. Mount và Havertz lần lượt sẽ đá ở hai cánh để hỗ trợ cho Werner trong ngày sắm vai trung phong thay thế Lukaku. Khả năng mất Lukaku chắc chắn sẽ khiến Chelsea bị tổn thương vào cuối tuần này, khi mà đội dẫn đầu bảng xếp hạng chắc chắn không thể coi thường một Brentford luôn chơi cực kỳ hăng máu trước mắt các cổ động viên nhà. Hơn bất kỳ điều gì khác, thể lực đang là vấn đề mà huấn luyện viên Tuchel lo ngại nhất vào thời điểm này, trong khi nhiều người dự đoán The Blue sẽ có kết quả thuận lợi.
Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Frank chắc chắn cũng vẫn sẽ khiến họ gặp vô vàn trở ngại. Đó là dự đoán chung của tờ Sportmoor về diễn biến của trận đấu này. Có thể thấy, tính đến thời điểm này của mùa giải, Brentford đang chiếm được cảm tình và cả sự công nhận của nhiều người với tư cách một hiện tượng đầy thú vị. Sau Arsenal và Liverpool thì Chelsea là ông lớn tiếp theo mà họ sẽ đối đầu. Đúng như biệt danh cả biểu trưng của mình, họ hệt như một bầy ong đầy khó chịu, sở hữu lực lượng không mấy nổi trội, nhưng luôn biết cách chiến đấu như một tập thể đầy ăn ý và không tỏ ra sợ hãi khi giáp mặt những ông lớn đẳng cấp hơn mình rất nhiều. Dù vậy thì giữa lòng lối chơi tập thể ấy, muốn chỉ ra những cá nhân nổi trội thì cũng không hề khó. Cái tên đáng chú ý nhất có thể chỉ ra bên phía Brentford ở vòng đấu trước chắc chắn là Pontus Johnson. Cầu thủ kỳ cựu sinh năm 1991 xứng đáng được vinh danh sau trận thắng bất ngờ 2-1 của đội khách Brentford trên sân của West Ham United. Trên sân vận động London vòng đấu trước, nếu phải tìm ra một cái tên xứng đáng đại diện cho hình ảnh chú ong bắp cầy trên logo của đội khách thì đó phải là cầu thủ người Thụy Điển. Đó là người đã chơi đầy nỗ lực và bền bỉ nơi mặt trận phòng ngự để bảo vệ khung thành của Brentford trước nhiều đợt tấn công của chủ nhà. Xét về thống kê thì không quá ấn tượng, với 3 lần giải vây, 1 lần đánh chặn và 3/3 lần thắng tranh chấp trên không. Nhưng chính kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của đội trưởng MA số 18 đã giúp cho Brentford đứng vững trong phần lớn thời gian trước khi tuyến trên tìm được bàn chốt hạ chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng. Đối mặt với Johnson trong trận đấu tới rất may cho anh khi 90% không phải là Lukaku, quái thú đang bị quá tải nên nhiều khả năng sẽ không xuất trận ngay từ đầu để giải tỏa cơn khát bàn thắng đã kéo dài tận 5 trận của mình. Chám vào vị trí của Lukaku, Chelsea sẽ lại một lần nữa đặt hy vọng vào Timo Werner, với kỳ vọng rằng anh sẽ tiếp đà phong độ đang khá tốt trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia để gánh vác hàng công của sư tử xanh trong sứ mệnh phá tổ ong lấy mật này. Vòng đấu trước, Werner thậm chí được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cuộc đối đầu với Southampton. Anh đã ghi bàn thắng thứ hai, nâng tỷ số lên 2-1 đầy quan trọng cho Chelsea và lẽ ra đã lận lưng đến 2 pha lập công trong trận đấu này nếu lần đưa bóng vào lưới trước đó không bị VAR từ chối. Xét tổng thể trên mặt trận tấn công, với tốc độ và khả năng di chuyển tốt, Werner cũng là một mối đe dọa thường trực và liên tục cho khung thành của Southampton trong suốt trận đấu. Để rồi đến loạt trận quốc tế vừa qua, dù không nổ súng trong trận gặp Rumani, nhưng đến cuộc đối đầu với Bắc Macedonia thì Werner thậm chí lập cú đúp góp công lớn vào việc giúp Diamond Strap trở thành đội đầu tiên trên thế giới giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022, tất nhiên là không tính chủ nhà Qatar. Với Werner mà nói, đây chắc chắn là một cơ hội lớn khi một lần nữa được đặt niềm tin ở vị trí trung phòng. Đó là một cơ hội thực sự nếu ta nghe những gì mà Werner đã nói trong một buổi phỏng vấn gần nhất. Những tuần vừa qua tại Chelsea quả thực khó khăn đối với tôi khi tôi bị tụt lại phía sau. Mọi thứ luôn có lúc thăng lúc trầm trong sự nghiệp, chẳng bao giờ ổn định cả và bạn phải học cách đối phó với nó. Giờ đây tôi buộc phải quay trở lại và chiến đấu, đó là thách thức dành cho tôi. Tất nhiên tôi muốn có nhiều thời gian thi đấu nên đang cố gắng hết sức mình trong các buổi tập. Bởi vậy vào đêm mai, trong lòng quyết tâm giải mã hiện tượng hay chặn đứng ngựa ô mang tên Brentford của Chelsea thì chắc hẳn vẫn còn tồn tại các quyết tâm khẳng định mình của Timo Werner, quyết tâm khẳng định năng lực để tiếp tục ở lại Chelsea thay vì sớm bật bãi sang rất nhiều đội bóng khác như nhiều người đồn đoán.